Đây là những con trạch này, tí chúng ta sẽ cho vào chảo chúng ta rán. Trời ơi, lá lốt. Ai bảo? Thank you.
Cái gì gì
chi cả ha. Mình ăn chi được. Quay lắm con lại con mở cửa.
buồn bán nó không phải bố là mẹ đánh bây giờ mẹ về là bố về này với một người à lấy cơm nhá mình ăn cái chi được đi là anh mua dưa cho nhá không thì mở cái cửa đây ra đi cho anh đỡ quấy đi chúa vào chúa hô à, mở ra cho chúa anh bay của nước quá ta đi quốc quấy lắm chúa không vào còn cái nồi anh con đi nữa thì con chúa đi rồi cho vào gì đó đi 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 mua đồ ăn không đi nó ăn nữa đi rồi có ăn nữa mà không ăn gì nữa con mua rồi mẹ mẹ ơi con mua rồi con cá hai cần kiếm một nhà ở dưới đó không cần à không cần bàn rồi cần bàn cũng phải có tiếp thì bác mua lấy cho em ạ cần kiếm một nhà con mua chỗ nó sống cá trôi gần mưa rồi gần mưa này cá trôi ạ ôi đừng bỏ ta cá trôi cá trôi có còn cá chết đâu không không có không có cá chết à có còn cuốn đâu cá trôi cá trôi cuốn đâu cuốn đâu cá trôi cá trôi cá trôi cá không được dạng cái đâu học tránh đi không có đâu 干啥呢你干啥呢啥锤啥呢啥锤啥呢啥锤啥呢bố cái gì mà bảo không được
Không, không điện ai vậy. Chạy vô à, ông nắng ướt người chạy vô mà cào lúa trong bê tông tôi mới. Có cái gì đâu mà bảo ai. Cái gì mà bày vẽ ra là đó là đông đông. Đông là khổ cái người thôi mà. Có ông già mà ăn gì ông ăn mấy bày vẽ. À thế con đi chơi ra quán à. Mua cái đồng hồ, hai cái đồng hồ để luộc ấy. Nè, bé đây. Chuốt nhá, cái nồi dĩa quay lắm. Mua cả mắt, vô nhà nóng nóng. Vô thật, ngoài này, nhấc. Nhấc cái này. Nhấc mẹ ra, mày nhấc nhưng mà là phải múc nước ra ngoài, lại phải khênh ra. Bơm. Ý là múc cái chảo nước đây khoanh ra lửa ra nó bị nóng ở cuối lâm chưa không nghỉ được nổi luôn. Nóng nóng nữa trời nóng được rồi. Hả? Dẫu chi hãy nhấc được đến khóa chứ là cái thì xong đấy. Bảo bảo đi ra cũng còn có cái gì chứ mình cá không lấy cái gì tiền không có mà phải đẹp ra nhiều. Đến anh lúc đầy năm đầy mới trồng chung. Không đi phơi quá cho luôn đi. Nghèo nghèo nhưng mà cũng lấy cũng gần hết rồi cũng được rồi. Nghèo cái chi có phải là bày bẹn ra nhiều mà sang trọng luôn. Đã không có cái chi thì thôi bày nói đến làm cái chi cái lại cứ muốn mời mọc nhiều. Mười mọc không có cái gì đã làm gì khi cái người khổ với tôi dọn rửa đây này. Ôi thì rửa rồi đập hết đi dọn ra cái đồ nhà mẹ rồi thảm à. Chả có thảm cái gì cả. Mất cái gì? Mất cái gì? Ông lúc mà ông cứ đi ăn bữa công với họ này. Đến khi họ lại kêu đi ăn. Bên tôi chả có đi ăn bữa công với ai cả. Đây là đi để làm về lúc giờ dọn rửa
rửa mà chưa, nước này là chưa rửa là cả cái đoạn lát rồi. Bảo con chó rửa. Đúng rồi, đông đầu phải làm gì? Đông đầu, không lâm, không làm, ai làm cho các cái nấu nhà với nhà, ai biết chưa? Ai nấu được? Mày ngủ, cho, ngủ, mẹ, quay, quay. Muối là không giữ lại cái gì thôi, bảo là làm tạm tạm đi chú, không có cái lễ thôi, chứ bảo làm cái gì mà cứ bảo là người người đông. Ông hút nào ai bảo rửa rượu trưa nay em làm đấy, tôi cũng không uống không. Không nấu tôi dập tôi tắt lửa đi đấy, nhiều mùa lên chai đi đó. Là quấy mùi và mắt lên đây. Còn lúa má này là tôi đi nếu về rồi đây đi lọc ở đây chưa ấy trời này, từ lúc đấy trời đi về đến trời đây là chưa xong đây này. Nhà ăn thì bay đi hẹn nghỉ các thứ kia được cái bát thì chưa có ai dọn đi, chứ hết là bày ra đấy cho ai. Ông có dọn được không? Ông có dọn có rửa không? Đây này, đưa đó là làm nhưng mà gặp bếp thì chưa đi sát, ai đi? Đi thì bảo con cái đi chứ. Tham ăn được người. Tham cái gì mà tham? Có phải là vì tham người ta không có ăn mấy không? Nhưng mà đấy là bài giữa khổ mình thôi. Ông kiếm trong nhà tiền có cái gì ông bảo cho rõ đâu người đến rồi mà cho tôi dọn. Chả con dâu hết cũng người hết cũng không nữa là hết cũng còn mắc con nhỏ hết. Cái gì cũng con dâu cái gì hết cũng hết. Hết cũng mắc con nhỏ hết. Đứa thì đi làm về cũng bầu cũng biết cũng mệt. Ờ bầu cái chúa chi. Không có ai cứu thôi. Không có phải là lúc mà ông đi kêu người ta ăn mà người ta cứu. Chứ cái chồng có cái chị nhanh nhưng mà đi kêu bảo người. Bảo lấy cái chị đến mà đó. Vô nó có người chạy tắt luôn. Quá chắc. Đi làm đấy mà nấu mà ăn mà cái chú ấy. Nấu đấy, làm đấy. Tiền ông cuốn ông đi đánh bài được đó, ông giữ đấy, ông đi. Thì ông muốn mời nhiều thì ông bỏ cái tiền nó ra mà mua mà mời. Tôi không có tiền, bán được có 300 bằng mít tên nó giống cũng nhìn đây nè. Mua cái chiếc chiếu đây nước. Chị cũng ngô cũng cái gì cũng cứ nói ra là cứ muốn là làm cái gì cũng cứ muốn là bảo cho đông người. Chị thiếu quá rồi đó. Thank you.
đó không đâu, hồi tao cũng càng gần quá, cứ 50.000 bạc thì nhiều lắm, cái đéo gì đừng có cái kiểu hành động nó mới làm loại loại người mua con chó đấy. Kiếm đi chứ mẹ bay bay nó mua bay chỉ biết cái mặt của bay rồi. Đeo thì đeo lò, đeo lò cái nhà. Bà cũng đến cái quần này đi vay đó. Chứ ông chỉ có lua ông vay được ông tiền ông đánh bài chứ mấy còn ông vay được cái gì? Chứ cái gì ông hứa ra ông lại cứ bảo là ông đi mời mời cho lắm mời để đến để bữa sau ông đi ăn bữa cơm chứ họ. Mẹ mày mày hãm tài tao chứ gì vậy? Chả có hãm gì cả, ông rủi ông đó. Mẹ mày ngủ vậy cũng hãm người. Chả không có cái chi thì thôi, không có cái chi làm cho quân ăn để em đi, rồi còn cứ muốn bảo là bảo rộng rãi mấy mâm lấy cái chi mà mấy mâm. Còn kiểu người kiểu ích kỷ, sống ích kỷ như sống chả có ích kỷ là thế là con chó nó cắn chả có trông chờ nó kịp nó muốn dạ người tao cũng hay cả nhà đi em không mà còn lâu rồi mới về. Đi lâu đi cũng được ngoài nhà nữa lâu phá hết cả nhà lão đã suốt ngày cãi nhau vì cũng lại vợ này vì đó vì không có tiền đó ông có làm người ta cái gì mà con cá thì cái môi cua là cái đầu cô. Đó cũng cặn. Điều. Cái bày vẽ ra của ai? Cũng bày. 4-5 bông. Chủ là ai đâu rồi, chết mạnh thì lấy vợ khác. Chết đi, đang trong đây ông không phải đi trong. Mà cái loại ông nó cũng không bằng tạt cho người ông mà tôi không chịu chớ cỡ làm người. Thật ông chứ nghĩ cái thân ông quay ông bây giờ ông đi khác ông cũng ra mạnh như thế nào như người khác cũng mà tôi không trả cho làm người. Chưa chắc mà tôi đã chết. Nhưng mà cái mặt ông này chết trước đừng có hào cái quân đi mà chăm cho. Đừng có thật nữa nè. Thiên hạ đó bây giờ nó đầy người vợ đang chơi chớ về chồng chết rồi đó. Về ra đầy lên. Ông không phải quên. Chưa nói là tôi ăn nhiều mà tôi đã tham ăn chứ tôi ăn được cái gì mà tôi tham ăn. Nhưng mà vì không có tiền thì phải chịu chứ không có tiền thì cũng muốn rỡ ra mời cho đông người đến nếu mà tụ tập vào ăn thì lấy vô ra tiền luôn. Mà có cái gì mà người ta gắt cả đến là có mình hai cái con cá không thì lấy cái gì? Chết chúa chết mèo đó ông mèo ông giết ra vài con chúa mà dĩa ra ông giết rồi mà ăn mẹ nó mong thích vui vẻ vui nhưng mà tiền anh cũng nhìn máu không muốn làm thì ra cái nhìn mong còn đi đánh bài còn phải mị quốc hồ quốc miệng này mà trả tiền đánh bài cho ông đâu ông có biết không ông quốc hồ quốc miệng này để tôi phải đi vay được 1.000 bạc để mua bò gạo. Ông vừa có đồng ông đi lấy bài, phải trả tiền đánh bài cho ông. Đánh được trả nước hoa với ông cả. Đó, bây giờ ông nợ 5-7 triệu đi, ông không đứt đi. Thì ông đem người đến mà bán đi, rủi nữa. Cái đứa con mà hắn mua cái trần gì mà đứng ra mà hắn đi mua cái đất của ông quay nào thì chưa chắc là tôi là chết trước hay là cái mặt ông này chết trước tôi à. Nay mai này đừng có kêu tôi bảo là mang tao đi biệt trước đâu chờ đứa mà bảo là nhà tôi đã chết chứ đừng tao bán quay. Mẹ đấy, cả ngày làm, đéo làm, cứt thì nó hồ, thì quay đi cái chì cái là bắt đầu là muốn tụ tập của nó đâu, còn cuốn này chứ.
Cháu. À. Mua thức ăn rồi à? Ừ. Chị không có cái chi được bằng mút ngoài đi phấy. Có làm ra tiền như người ta mà. Người ta thì còn có đồng hô đồng ga bán cái gì cái tệ cái gì thì cũng có làm ra cái nghìn một. Không có cả cả nước làm cái đó gì. Ngủ thì bữa mô cũng ngủ 7 giờ với mò mặt dậy. Nhưng mà lại còn ăn lại cứ muốn lúc mồm cuối cùng có việc gì cứ muốn cái gì cái làm cái dở ra rõ đông muốn đông về hết đông về đấy làm gì đông về đấy là có cái gì cho người ta gặp tôi phải biết nghĩ chứ tiền thì đấy qua cái đầu không. Đi vay từng đồng tiền lãi này mà ăn lúc mua cũng kia dọa gọi là bán ta bán đất đâu từ tôi mà không có tôi cứ không có cái quân đi giữ có mà đất đi từ cái ngày 1 triệu 1 hết đất rồi. Thank you.
các bạn nhìn thấy không? Con gà trọ nhà mình kìa. Đó.
là mọi xin chào mọi người nhé.